Trời ơi, vô mày nói được 200 mớ lớp mà kêu hôm qua anh cho mày 200. Trời ơi, nè con cho chứ cái này nè. Trời ơi. Ba cái 200 mớ không chứ? Trời ơi. Anh mua đồng hết rồi. Đi vòng vòng chơi đi. Đi kiếm anh một bông đi chứ. Tặng lại cho con một ly. Trời ơi, gì mà cầm bó bông mà đi chỉ liễn dữ vậy? Kéo 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 kéo. Bạn ơi, tạo dáng như vậy chứ. Bó bông hồng luôn kìa. Trời ơi. Rồi, mão bà ba cầm bó bông đẹp quá. Trời ơi, quá đẹp, quá đẹp. Bảy đâu hả? À? Đi bố qua hồng. Cái gì vậy? Em về hả? Đi về luôn hay gì vậy? Quan tặng cho ai? Ê, đi đâu hả? À? Ê, quẹo đây nè. Chúng ta kêu đứng cầm nó đi ra quán cho đẹp. Đó. Đi tới đi lui 10 vòng nha, chứ. Đăng quang, đăng quang. Nút này, đó. Không, nút này là đang đăng quang nha. Có Dương Miện không mọi người? Cho cái Dương Miện cho bà chất đi. Quá hậu cái tay gì bây giờ chớp. Rồi cái tay hỏi vậy nè, đó. Giơ cái tay lên, đó. Vớt bó bồng. Vớt bó bồng. Lé, mày xuống mày vô lé. Thấy bà gặp bó bồng bà, bà niễn luôn à. Sao hung con bà mà hung gì? Tôi tặng bà phải hung con cái chứ. Không. Bà đẹp. Mua xấu không? Trời ơi. Lấy bông lại con. Hung cái đi. Không. Hung cái. Nè hôn cái lại đi quề chứ hôm qua nó hôn bạn gái lần hồng nè nó hôn hết lắm. Tôi sợ bà quá bà chết ơi. Đưa đây đưa đây đưa đây đưa đây tôi cầm cho. Rồi được rồi mấy số đi. Trời ơi bà cầm bó bông mà tôi thấy bà đi mệt luôn á. Anh Việt Kiều mua số không đó mối của cô gót gờ quá đẹp trai. Dạ để lấy cho con. Trời ơi, đợi đi anh em. Đợi đi. Nó tê con nữa nè, đó. Số mấy? Có số mấy gì chứ? Nè, nhiều số mày hỏi gì chứ tình chứ. Lại đó treo cái này đi. Treo vỏ này nè. Có me trọng á, kẹo me. Để cối cho ăn ba hưng chơi đỉ với mày ăn. Để nó lát nó giác mắt rồi đó. Ờ đúng rồi đó. 258 Nguyễn Tư La nha. Sáng ăn phở, chiều ăn cá viên chiên. Lan Quế Phường phải cầm hường đưa khu khuôn lên phường. Lan Quế Phường 6 giờ sáng ăn phở nha. Chiều ăn cá viên chiên. Lâm. Lâm. Lâm mua áo này cho má đi, để má quay. Nhà đẻ ba đứa con gái vậy chắc chết người luôn á. Cờ nữa đi đủ 111.000 cờ. Rồi ok. Chất. Gì? Bà đâu mặc đồ gì? Đó cái áo giống chị đó. Cái áo nào? Có bà tập về bà mặc không? Gì? Bà tập về không? Tập về là cái gì? Tập về chỗ mà mấy người đứng bếp là mặc á. Không. Để tôi lấy cái làm vàng ra cho bà mượn bà mặc ha bà chết. Là cầm. Cảm ơn. Bông đâu má. Cả rồi. Mà lấy bà ôm vậy? Trời ơi. Ủa hỏi chồng. Chồng tôi tặng cho tôi nè. Hỏi chồng cho hơn là ai vậy? Chồng mày ai? Chồng tôi là cái ông bên kia kìa. Cái ông kia là ông nào? Trời ơi. Mày lé mà mày cũng có chồng nữa à. Tao chưa đuôi mà. Tao chưa đuôi mà. Bán cá viên chiên lé mà mày đặt có chồng. Nè. Ủa số kìa. Số này chồng tôi ăn hết nè. Trời ơi. Thôi đẹp quá à. Không. Tao lại mua vé số. Đi ăn mày vé số kìa. Nè mày đi, coi đi. Ta cho mượn cái áo luôn vô bận liền nha. Không. Sao vậy? Vậy số không? Đẹp ta... quá chết người. Nữa ta. 3 tờ 33.000. Dạ con 3.000. Đáp chụp hình nha. Khanh Kiều, trời ơi đẹp trai quá. Có con cái dằn giống lẹ. Nó có con cái dằn giống lẹ nó dòm. Này như tờ gì chứ? Anh sắp là 121 cờ. 120 nhưng mà trước đi lấy chị 20 trước coi. Còn 100 thì ngày chị trả 5.000 cũng được. Ủa chị có mua chưa? 3 cờ. Chị nói chị bà chất bà nói chị mặc áo đẹp quá.
Mấy kia em mua cho chị cho bà ăn cái. Nhiều chút, 101 mà chút. 102 trời ơi. Lộn hả? Dạ em cảm ơn chị. Má tiện con má, trời ơi tiện với số, cảm ơn chị. Tôi nói cho mày ta nè. Anh số không? Ê đẹp trai lấy lẻ không? Thằng đang chiên cho mày ăn nè, chịu nó nha. Lẽ ảnh chịu rồi, đồng ý rồi đó. Nè, ảnh mà lấy mày đụng má cà cừ ảnh luôn á. Tao có con gái đẹp 18 tuổi, tao không có cho nó chơi bê đê. Cái này hợp với cái áo mà luôn nè. Không, nè. Không kêu cái mặc áo này. Cái tập về mà bỏ tiền vô trước đó, đó. Đấy, ra đu cột rồi chứ. Anh số không? 71 cu của cu đen đó. Ủa ngày nào mà không lấy 71 á. 30 cá. Ngày nào mà không lấy rồi. Đó 11 cờ đó 102. Ê bà đẹp, anh đẹp trai số không? Trời. Có tiền nhét trước luôn. Anh Việt Kiều đi đâu về vậy? Trời ơi. Nhét cho ba cây màu cam á con. Ngày ê quay không hỏi bà có quay vào hôm không bà đẹp quay vào hôm chưa ở lại 80 đó hay không đo bả luôn hả anh rồi tao bo rồi không biết nói gì luôn cảm ơn anh hai chiếc má hết rồi mấy má nó ngộ ghê vậy đó. Người ta nói chơi là làm gì chửi người ta. Anh đây chứ nhận nó thiệt giả vậy anh. Trời ơi, để xin hay gì hả? Nè. Xin hả? Cảm ơn nha anh nấu đen, chúng độc đắc lại lấy em nha. Trời ơi. Trời, anh chưa có gì? Vợ hả? Chị này làm gì? Ai biết em ổng sao, đó em nuôi. Mày đi nha bán khô. Chạy nước miếng nha, mày đi nha. Mày đi nha bán khô. Ăn không? Tôi đãi bà ăn nè bà chứ. Không. Ăn không? Rồi mấy anh nhờ quên nữa. Đúng rồi bên kênh của... Kéo nhau ăn phở ở đây. Có anh Randy Lương ảnh gửi cho anh Long 200 ngàn nha. 200 ngàn của mày nha. Đi đâu? Gửi luôn chứ làm gì trả. Mang cơm gì vậy? Trời lát tao cùng Mỹ Nga. Dạ không, trời ơi, cá hú là mỗi con đó má. Áo đẹp quá. Nhà đẻ chừng ba đứa con gái vậy là chết người á. Ủa? Là nhà mày đang ở hả? Ủa sao tao mấy người vậy? Chứ không khỏi rồi, chị đó mua cái áo đâu. Đi đi vô hỏi. Trời ơi, dép ba đẹp quá à. Trời ơi, dép bà đẹp ghê. Việt Kiều của tao mà. Chị mua áo đâu, chị em mua để em quay phim. Mai gửi cho con gái bạn, bạn không? Bạn, trời ơi, có má. Quá trời luôn á, bà đó cũng bả thiệt luôn á. Tôi hằng thiệt, tôi đâu về đây giống mấy này đâu. Thôi lấy cái không có xuống thượng á. Xuống trường á, đây. Ủa, Vũ Hương Phương đâu rồi vậy chứ? Theo trai vậy. Trai đâu mà theo trai. Có ngày bà nói người xấu rồi. Đi xô đó theo trai đâu. Đi kiếm tiền á. Bà nói xấu hoài, bà nói xấu vợ tôi hoài vậy bà chứ. Người bà kỳ quá. Dạ chị. Phải giống cái bà bữa hổm thả ba cái cá qua không? Chị có lấy không? Còn một tờ đó đó. Lấy một tờ này. Rồi, đây có mấy cá hai. Hả? Không phải thả cá. Dạ. 15, giống 15, bà 15. Quá trời luôn. 15 con chuột. Ủa này 400. 45 chứ không 15. 15 chó. 15. Có một bữa chị kia mua 11 trúng 2, 2 trúng đầu trúng đuôi. Còn có lấy tờ đây tôi đưa 2 tờ đó là đưa 2 tờ nè. 1 tờ là 1 tờ, cái đó có 1 tờ mà. Tờ lẻ cái đâu. Đó, tờ lẻ đó đó. Rồi lấy 3 tờ. 30. 3 tờ là 29 ngàn, 25 ngàn. 30 á, nghe lời nó. Đặt bả hoài. Lên em giữ tiền giùm cho. Không. Bỏ mày đeo nguyên tập về luôn có tiền trước nè bỏ tiền.